Đây. Vâng, em xin chào toàn thể tất cả các bác nhé. Đây là cặp loa nghe nhạc kiếm âm của JBL, gọi là ông trùm phân khúc các bác. Ở phân khúc trên 20 thì những cặp loa 4312 và 4312A là một lựa chọn hàng đầu nha các bác. Trong giới audio có một câu nói như thế này: chơi loa Mỹ rồi thì khó mà chơi qua loa Nhật. Thì đa số các bác nào mới vào chơi thì thường bắt gẹp tới những dòng loa Pioneer. Đấy, nhưng sau này các bác đều trải nghiệm xong rồi thì đều lên loa Mỹ hết. Và đây là một trong những dòng loa mà em đánh giá rất là cao và được các bác lựa chọn rất là nhiều. JBL 4312, dòng 412 được yêu thích bởi vì chất âm của nó chuẩn ba dải, trưng bày đẹp, tiếng hay và giá hiện tại rất là tốt, và là một ông trùm phân khúc các bác. Em đang giao các bác cặp 4312A này là 21 triệu bao gồm phí ship, bản thùng gỗ lạng vàng nha, rất đẹp nha các bác. Nó có nhiều dòng, nhiều đời thùng thùng gỗ cam đậm hơn cái này một tí, một đời thùng cam vàng thì nó sáng sủa hơn. Nên em về thì bác nào có nhu cầu alo cho em nha. Giá đã trên đã bao gồm phí ship rồi, 21 triệu bao gồm phí ship. Loa thì cấu hình 3 đường tiếng, 1 bass 30, 1 mic, 1 chép titanium. Dòng 4312A là được nâng cấp lên chép titanium thì của từ 4312 trơn. Con trơn thì nó sử dụng chép giấy nha. Còn lên con A này thì nó sử dụng vật liệu là titanium, nên giải chép nó sẽ bén và mạnh mẽ hơn so với con 4312 một tí. Đấy, cũng là hai vi tinh chỉnh đặc trưng của dòng 412 cho giải mic và giải trép có thể tăng cường. E keng rất đẹp nha bác, e keng đẹp keng nha, còn vách là keng luôn. Đây, chép nó là chép titan nha. Titan thì cái mặt trước nó sẽ có khứa nha, trên con A nó mic là sử dụng chép titan. Đây, lo mic. Đấy, mic gồng rất đẹp nha, bass 30 gần vài tạm dầu, đây là nó sử dụng gần như hết. Và cái chép tiếp theo này các bác, để các bác phân biệt chép titan và chép dom thế nào. Chép dom thì trên bề mặt nó sẽ không có khứa nha, nó lắng ịn hết. Chép dom ở trên con MK2 mà là chép titanium thì nó có khứa. Đây là lo mic, có thấy tiếng lo đẹp không, từ ốc ắc từ cái gông rất đẹp luôn. Lo thông hơi phía trước nha, dòng lo là hàng nòi của Mỹ, California USA nha các bác. Là lo bass, cái lo tiếp theo. Đấy, lo thì em bảo hành nguyên zin hết nhá, và bảo hành trọn đời lo để có sử dụng, và lo thì chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, em mới về trong đầu năm nay. Đây, mọi chi tiết các bác cứ alo cho qua hai số điện thoại này nha, nếu yêu thích cặp lo này muốn sở hữu nó nha. Đây, lo vuông thành sắc cạnh nha, em quay cận cảnh nói chung rõ nét hết cho các mình ở xa mua. Và nếu các bác đã theo dõi kênh em vài năm rồi đó, thì biết được những cặp loa em về là phải là hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng từ góc cạnh keng. Bên em làm hàng chất nước ngoài chứ không có làm hàng trôi nổi hay hàng nâng cấp gì nha các bác. Cái nào các bác nâng cấp thì gửi về em đăng lên và bán giùm cho các bác thôi, chứ còn em không có bán những dòng đó nha. Em phục vụ các bác là đúng hàng chất nước ngoài về, nên là cái độ nét, độ keng của cái sản phẩm mà nhìn nó rất là đã. Đấy, đạt tiêu chí vừa nghi vừa trưng bày các bác, không như xưa. Hồi xưa chỉ nghi, nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái nhận định trưng bày nó rất là cao. Nghi hay thì những sản phẩm này nó thuộc top và được lưu truyền rồi, nên là nó phải truyền tai nhau rồi. Như là những dòng JBL 4312, L50, 4311 vân vân. Đây là 4312A nha các bác, đây là cành trái này, vuông thành sắc cạnh hết. Sử dụng trạm là trạm bắp chuối nha, trạm bắp chuối mỏ chim, các bác có thể sử dụng mỏ chim hoặc là bắp chuối bình thường nha. Đây, đây cái trạm này các bác, trạm mỏ chim thì chúng ta vặn ra, còn bắp chuối chúng ta kết thẳng vào luôn. Các bác lo này, vuông thành sắc cạnh hết, đẹp như thế này em mới đưa về phụ các bác này. Đấy, không một vết cắn nhỏ gì luôn nha, đẹp nứt mũi luôn nha. Về các bác của mình nghi, mình trưng bày vào khách, mình tiếp khách đồ, khách trồ khứa rồi trầm trồ thì nó cũng rất là khói nha. Chứ để một cái sản phẩm mà trên phòng khách mà người ta tới người ta nói này là chê không khen là mình cũng không thấy không vui đúng không. Là những cái sản phẩm em về các bác có thể tham khảo, mà có nhu cầu thì cứ alo cho em nha. Đây là 4312A Castro Monitor,
giá là 21 triệu bao gồm phí ship nha. Chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu giúp em ship hàng tận nơi. Chuyển khoản đủ là còn 20.800. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên, cọc tiền 2 triệu thì còn thu hộ là 19 triệu nha. Vâng, xin chào các bác, đây là cặp loa hết số của dòng 4412 hay là 4412A Student Monitor. Em về ngày hôm qua thì em mới lên sóng để các bác cùng xem nha. Đóng cửa lại một tí. Cặp này thì em đang giao các bác là 24 triệu, hàng đẹp xuất sắc, thùng gỗ. Để chân dòng 4412A Student Monitor thì mặt trước nó là có một cái, nó họ phủ một cái lớp kiểu như mèo phân đá này các bác. Vẫn là cấu hình bát 30. Đấy, rất đẹp. Cái căn này các bác còn nguyên cái tem bên nước ngoài họ dán hệ đánh dấu cặp này. Hệ 8383 này. 4412A Student Monitor, dòng loa kiểm âm cao cấp của Mỹ. Nói với những dòng loa kiểm âm thì dòng Student thì nó là dòng loa được sản xuất ra với một chất âm cực kỳ chính xác, được sử dụng trong những cái phòng studio cao cấp của Mỹ và những ở Việt Nam chúng ta, với những phòng thu âm đều vẫn sử dụng những dòng mà Student Monitor này nha các bác. Và đây là cặp loa 4412A, giá là 24 triệu, 3 đường tiếng, 1 bass, 1 mic, 1 chép dom nha các bác. Đây là các bác cùng xem tiếng loa nha. 4412A. Lỗ thông hơi phía trước, 1 mic, 1 chép dom. Tiếng loa thì gọi là đẹp tuyệt vời nha các bác, không có điểm trừ nữa hết nha. Đây bass này. Bass 30, găng từ Mỹ về luôn nha các bác, găng rất đẹp. Đây. Cặp này các bác vừa nghe nhạc vừa có thể trưng bày, nghe đa thể loại nhạc nha. Loa đẹp kiến công luôn, không điểm trừ. Giá là 24 triệu bao ship, chuyển khoản đủ vẫn bớt 200 các bác nha. Cọc tiền các bác cọc tối thiểu là 2 triệu. Khoảng là 10% đấy các bác. Khoảng 2 triệu làm ship hàng. Dòng đầu 4 thì khá là hiếm các bác. Đầu 4 là phiên bản nâng cấp của đầu 3 đó, 43, 43 rồi tới 44 này các bác. Đẹp ngất ngay nha. 4412A. Đây cạnh bên tay phải này, không một điểm trừ nha các bác. Lo sử dụng là trạm bắp chuối hoặc là các bác có thể sử dụng mỏ chim bình thường nha. Đầu 4 thì khá là hiếm, lâu lâu mới có hàng các bác, được ném về được một cặp này thôi. Đầu 43 thì nhiều, 44 thì ít. Bác nào cần một cặp loa Mỹ đến từ thương hiệu JBL thì để nghe nhạc và để trưng bày, nghe đa thể loại nhạc, nhạc tiết tấu nhanh, tiết tấu chậm, thể hiện một cái chất âm ba dải cực kỳ chính xác, thì những dòng loa monitor Student của JBL vẫn là lựa chọn tuyệt vời nhất ở phân khúc nha các bác. Nó cho ra tiếng bass đúng chuẩn và xuống khá là sâu, đặc trưng của dòng loa Mỹ. Hay là cạnh trái. Đây là cạnh phía sau các bác. Không một điểm trời nha, phía sau thì có trạm loa. Đặc trưng dòng 44 thì từ phía sau đến phía trước là gỗ hết các bác. Nên là các bác nhìn rất là đẹp và ngầu. Nhưng dòng 43 thì phía sau là mà đen, còn 44 là phía sau là gỗ luôn nha. Hãy bác nào muốn sở hữu và yêu thích cặp này thì liên hệ cho em nha. Giá 24 bao ship, em ship hàng tận nơi. Các bác ở xa yêu thích cặp thì cứ cọc tiền, cọc khoảng 2 triệu là em ship hàng. Nhận hàng thanh toán là 2 triệu, 22 triệu còn lại. Hiện tại shop chỉ có một cặp 4412 mới về ngày hôm qua là cặp này thôi nha. Những cặp đầu 4 không có nhiều quá. Loa thì rất là đẹp, đẹp ngất ngay khoai tay. Găng là từ Mỹ về luôn nha, các bác chỉ việc sử dụng thôi. Rồi em Chí xin chào, hẹn gặp lại các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất hàng ngày hàng giờ.